Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một dự án có tên là Polysavimon. Thì để tham gia dự án này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình inform các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nè. Con này được chạy trên nền tảng của mạng Polygon Matrix nha các bạn. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi, các bạn copy hashtag này giúp mình nha các bạn. Rồi, các bạn copy hashtag đó, rồi các bạn like nè. Các bạn chỉnh chân này mà viết cái game nè. Rồi các bạn dán hashtag đó, giờ tan hai người bạn mình vào nha các bạn. Rồi bạn tweet lên nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Nhiệm vụ tiếp theo các bạn join kênh Telegram group nữa nè các bạn. Rồi, các bạn join sao nha các bạn. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi, dòng đầu tiên thì các bạn gỡ link du. Liên du tới Twitter và profile liên với mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Trên Twitter nhấp anh Mata, nhấp cái mục hồ sơ nè các bạn. Nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi gửi lại cho bot nè. Rồi gửi vào liên form chứ. Tiếp tục gửi cái UID Telegram. Trên Telegram bạn nhấp cho ba gạch cùng nè. Vào setting nè. Copy username mình chỗ này nè các bạn. Hãy cộng anh 4.3. Sau đó thì bạn gửi địa chỉ với NKC Polygon Matrix nha các bạn. Thì các bạn có thể gửi địa chỉ ETH trên với MetaMask của mình. Các bạn nhớ tích hợp mạng Polygon Matrix vào các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết. Rồi các bạn dán vô đây nè. Sau đó các bạn chấp nhận điều khoản hết nha các bạn. Tích vào bao này luôn nè. Rồi các bạn gửi là xong. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một dự án có tên là Safi Polygon. Sau khi Polygon đã đang kết thúc các bạn, thì mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.